anh em kinh nghiệm về sự chữa lành, thì anh em có thể làm chứng. Cái lời chứng của chúng ta sẽ giúp cho Chúa được vinh hiển. Ok. Anh em tự nhiên cứ tùy mỗi anh em cứ có cái điều gì ơn phước mà Chúa đã làm. Ai có lời chứng gì thì xin dâng lên. Có ai được chữa lành? Sư Thái. Tôi xin cảm tạ Chúa. Hôm nay cũng rất vui là bố của tôi và con gái tôi tiếp nhận Chúa. Cũng được Chúa chữa lành bệnh trên cơ thể của tôi và trên thân thể con gái. Nên cảm tạ Chúa nhiều. Ngày hôm qua thì là ngày hôm trước nữa là mẹ tôi tiếp nhận Chúa. Ngày hôm nay thì cảm tạ Chúa. Bố tôi và con gái tiếp nhận Chúa. Thì Chúa cũng dùng tôi tớ để Chúa là một suy bách đã ra giảng lời của Chúa cho bố tôi và con gái tôi để tiếp nhận Chúa ngày hôm nay. Thế là mẹ rất là vui mừng. Amen. Lớn tiếng cảm tạ Chúa. Hallelujah. Và cái chuyện Chúa cứu là một phần, nhưng mà họ là kinh nghiệm của sự chữa lành, cái mục sư có thể chia sẻ thêm nữa. Tức là bố tôi thì lúc chưa tin Chúa thì còn đang đau lưng. Tại vì hôm trước thì bố tôi có bảo tôi mua cao. Thì hôm nay nhân thể có một sư bách đến thì tôi phôn cho bố tôi. Xong lúc đó bố hỏi bố có đỡ chưa thì ông cụ bảo chưa. Sau giờ đấy thì một sư bách cầu nguyện là Chúa đã chữa lành bệnh đau nhức ở trên lưng, và Chúa cũng cất đi bệnh tiểu đường huyết áp cao trên cơ thể của bố tôi. Tôi rất cảm tạ. Còn con gái tôi thì cháu nó bị ngứa, nó bị eczema, thì cảm tạ Chúa. Chỉ muốn là khi cháu tiếp nhận Chúa, Chúa chữa lành một cách đặc biệt. Một lần cầu nguyện rồi thôi, Chúa đã cắt bỏ tất cả những cái bệnh ngứa ở trên cơ thể cháu. Tôi rất cảm tạ Chúa. Trước đấy là hỏi thì nó có ngứa toàn thân. Dạ. Từ đầu đến chân luôn. Thế mà đức tin của con bé nó mạnh thật đấy. Chỉ cầu nguyện có đúng một lần thôi. Hết. Tại vì tối hôm qua thì tôi là phôn cho cháu. Thì cháu cũng hỏi là bây giờ tại vì con bôi thuốc nó không đỡ, bây giờ nó lan càng ngày lan nhiều quá, con bây giờ nó không cần trô được. Thì tôi cũng làm chứng về cái trường hợp mà một sư bách cũng đến nhà mình nhưng mà vừa về rồi, thì mai có thể bố sang nhà bác Tùng ấy, thì bố bảo một sư bách cầu nguyện cho con. Thì con gái tôi nhận lời và vâng, thì 6 giờ thì cháu đã phôn lại. Thì cũng cảm tạ sức chữa lành của Chúa rất là nhanh chóng, để cho làm cho cái đức tin của chính bản thân tôi sẽ lớn lên. Mà cũng cảm tạ Chúa đã cứu được cho bố tôi và mẹ tôi, là cái điều tôi rất là vui. Amen. Còn ai nữa? Anh Hiếu muốn chia sẻ gì không? Hôm nay kinh nghiệm được cái điều gì? Chữa lành nhỉ? Dạ, lời nói đầu tiên là Hiếu xin cảm ơn Chúa. Đấy là coi như là một ngày trong Chúa đây. One day so baby in Christ. Tôi có dẫn một sinh đoàn đến đây gặp một sinh mắt cũng các anh các chị đây. Hiếu rất là vui. Xin rất cảm ơn các anh các chị rất nhiều, cảm ơn Chúa rất nhiều. Mong Chúa phù hộ cho Hiếu được có công ăn việc làm đàng hoàng, ổn định, nó có cái niềm vui. Chứ giờ Hiếu giờ qua Canada này toàn bộ là không có gì hết. Xe không có, xe cộ không có, đi xe bus cũng không biết đường nữa. Thì cũng biết chút chút thôi. Thì cũng mong là Chúa, nếu mà Chúa sáng suốt là tạo cái niềm tin cho Hiếu được niềm tin. Nhưng mà hiện tại giờ tôi muốn hỏi anh đã được kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa như thế nào? Cái tay anh có thể chia sẻ cho mọi người được không? Cái tay thì lúc làm án thì nó kinh đầu nặng quá đó, thì nó bị cái này nó bị chặt chúng ta đây. Có uống thuốc mà nó không hết. Một sư bác có chữa thì nó không. Thôi tôi chữa. Chúa chữa. Chữa. Qua một sư bác. Thay cho Chúa. Tôi chỉ công bố tôi còn Chúa chữa lành. Chúa đến. Cảm ơn Chúa. Xin cảm ơn Chúa. Chúa trước, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Từ đây tới đấy thì cũng trông cậy nhờ Chúa. Không, anh cứ trông cậy Chúa đi, anh sẽ không bao giờ thất vọng đâu.
cái mục sư Hồng với mục sư ba Hoàng với mục sư Thái mục sư bắt đi rồi, nhưng mà còn để lại cho hai mục sư này là chăm sóc là mình muốn lại liên lạc với mục sư Hoàng. Chúa thấy có chương trình một ngày nào đó sẽ thấy Chúa tin Chúa là cũng theo sự làm chứng của mình cách đơn sơ thôi. Thật sự ra là Chúa chọn chúng ta không biết đâu. Mình nói về Chúa. Đến ngày đến giờ thì chúng ta đến với Chúa. Đến giờ. Chứ không có rượu mà chị Kha cũng không có rượu nhà chị Kha không có chịu. Làm bên Chúa đó. Cái là không chờ làm ông sư Hoàng. Thì tự nhiên cái anh lỡ bộ tắt coi vậy tổng sư Hoàng. Tôi sẽ hỏi anh đi đâu về, tôi đi làm giấc này mà nó ế quá, anh mới 12, bữa nay về 12 giờ. Cái bạn không? Về tôi giúp cho anh lấy sạc đi có đấy. Mà gọi ông sư Hoàng không được. Mà gặp ông sư Hoàng gặp cái bà nói thì anh không biết. Tức quá thì anh cho. Cái bà nói tiếng Anh văn phòng á. Ồ. Dạ. Thoát không được cái nhờ con nhỏ cháu không biết tiếng Anh. Cái bà nó canh lại sớm đây về gọi về cho chú cái này coi. Chúa thật là tốt lành. Chúa bây giờ không bỏ cuộc kêu về là tốt lành. Thế thì các bạn cái Chúa này là thầy có mọi sự ạ. Việc làm thầy có. Không, thật sự ra tôi nói với anh ấy, cái hoàn cảnh của anh cứ chia sẻ thì nó cũng hơi đặc biệt một chút, nhưng mà nó vẫn còn tươm hơn là những anh em sang đây từ hồi 75. Khá rất nhiều đấy. Tất nhiên là cái khó khăn bây giờ tại hồi họ sang đây chưa có một ai cộng đồng để hướng dẫn cả, họ coi như là đi rất là khổ sở ở cái xứ lạnh giá này không có ai cả. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh đã có hội thánh của Chúa ở đây. Đấy là cái thật sự đấy là phước hạnh nhé. Ở đây thì anh em thì có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, nên cách người Việt Nam thì ở đây không có ai ăn cháo đâu. Ở đây mà cháo là phải cháo thịt, cháo ngon chứ không có cháo vớ vẩn các em. Nhưng mà nói chung là khi mà anh đã nương cậy nơi Chúa thì Chúa sẽ không để cho anh thất vọng. Anh sẽ kinh nghiệm Chúa mỗi ngày, nhớ là đi nhóm với chúng tôi học lời Chúa, thờ phượng Chúa, thì anh sẽ kinh nghiệm được Chúa thương anh lắm nhé. Như thế này nè, anh thấy chơi đây cũng vui, nhờ Chúa đọc anh em nói chuyện là cũng vui chứ ở nhà, nhưng mà ở chung cái chỗ kia nó sao đó không hiểu, người ta cứ có cái chuyện người ta nói là không có giờ em nữa, thành ra có lúc con buồn không nói chuyện nhé. Ở chị Nam vô hãng này cũng muốn nói chuyện ra chị đâu nha. Bây giờ thì anh đã có một người bạn rất thân, đó là Chúa. Anh có thể đọc Kinh Thánh và anh có thể cầu nguyện với Chúa. Anh nói tất cả những lời anh nói Ngài biết hết. Thậm chí anh chưa nói ra Ngài đã biết anh nghĩ gì. Nhưng anh tâm tình đi, anh xin Ngài, bây giờ anh đã là con của Đức Chúa Trời rồi, anh có thể xin cha mình bất kỳ điều gì nhé. Xin trong cái bằng đức tin, tức là anh xin anh phải tin. Chứ đừng có là anh mồm anh xin lòng mẹ không biết có được. Thế không được. Anh xin là anh phải tin chắc chắn là Ngài sẽ ban cho, thì anh sẽ kinh nghiệm được sự ngọt ngào của Chúa nhé. Ok, cảm ơn Chúa. Tóm lại trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có những khó khăn, đúng không? Không cách cái này thì cách khác, cuộc sống mà. Đấy, cho nên là ngày hôm nay tôi, Chúa cảm động tôi chia sẻ cái chủ đề là chúng ta phải đối diện với những tên khổng lồ. Anh Tùng, anh có lời cả. Ok. Để cảm tạ cho rồi hết rồi lúc đó. Rồi, cảm tạ cho hết. Cảm tạ nó khích lệ anh em dữ lắm. Vì qua cái cảm tạ của chú Tài cũng như thầy của anh là tôi cảm thấy khích lệ, cho nên tôi cũng phải cảm tạ lên mà. Amen. Cho Chúa được vinh hiển. Amen. Danh được vinh hiển, danh Chúa được vinh hiển. Rồi, Chúa Giêsu được vinh hiển. Tôi rất là cảm ơn Chúa là cái từ cái ngày mà mục sư Bách ghé đến đây là nói như một chữ thầy nói với tôi, thời gian cảm thấy quá nhanh, nhanh lắm. Tại hơn một tháng mà tôi cảm thấy mà như thế này, thời gian mà hồi xưa là thấy chứ bề trễ mà hôm nay thầy đi nhanh là bởi vì cái ơn phước được đổ đầy trên gia đình của tôi. Rồi gia đình của một chữ thái cũng như thế là được trung tín. Bởi vì mỗi lần tôi đến nhà mục sư Hoàng là mỗi lần tôi thấy được cứu một con chiên, hai con chiên, ba con chiên. Ồ, tôi thấy vô cùng vui mừng. Rồi đến khi ghé nhà mục sư Tái thì cùng cứu được con chiên. Là vô cùng là vui mừng. Cứu được người cho chú hiểu, chú có hiểu không? Cứu được con chiên là con chiên của Chúa, tức là một
một linh hồn chiên được cứu có nghĩa là một linh hồn tội nhân được chúa tha tội. Ra tội đó được được. Rồi đến nhà tôi cùng được cứu được một linh hồn trở về với nhà của cha là thiên phụ. Thì tôi vô cùng cảm thấy xúc động bởi vì theo chúa cả đã 20 năm nay rồi. Nhưng mà tôi chưa thấy có một đầy tớ nào của Chúa có một cái ơn phước quá trời ấy là mênh mông bát ngát. Cảm ơn Chúa đã đem đến cho gia đình cho tôi và cho mọi người ở Calvary này một cái ơn phước lạ lùng, cái này cái lạ lùng. Bởi vì là đấy nói chứ mục sư Bách nói là năm nay cái sự ơn phước của Chúa đổ đầy nhiều hơn là những cái năm khác là tôi lại càng thấy xúc động. Mà trong đó lại có tôi có một chú Thái là đóng góp nữa để tôi cảm thấy đấy là một cái chương trình của Chúa mà Chúa đã xếp đặt cho gia đình và cho anh em chúng tôi. Thì tôi đầu tiên là tôi cũng cảm ơn mục sư Trần Xuân Bách là rất là nhiều. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa để dùng cái đầy tớ của Ngài thông qua là mục sư Hoàng, mục sư Hồng nữa. Bởi vì cái ngày đầu tiên đó mà tôi đến đi thờ phượng ở tại nhóm Trung Tín thì gặp Ngài là mục sư Hoàng và mục sư là Hồng là tự nhiên đó. Và đồng thời ấy là muốn cày nhờ và đồng thời ấy là cứ muốn là những cái thánh linh hoặc cái gì để như thế là Chúa kêu gọi ông bằng gì đấy. Cho nên từ đó tôi được biết đủ. Amen. Như vậy. Wow. Mà một chú Sài thấy rõ nhất đó. Bởi vì thời gian cho một chú bắt chưa tới á, tôi là cô lần đó. Cái than hồng nó bị ở ngoài sắp tắt rồi, sắp nguội rồi. Thì đây tới Chúa Phạ là cho là tiên tri tới, tiên tri là đem viên hồng tới, đem lửa. Cái lời này là do năm là tặng cho một sư trong những cái đêm già tháo thức là tâm hồn đó. Quá mùi. Chưa có người quá mùi. Chị Năm cười lại đi cho Năm cười. Vui quá. Tiên tri mời sau là một sư tặng tiên tri. Thì đó là một điều đó. Thì tôi rất là cảm tạ là đã chữa lành cho năm nó, bây giờ nó cày nhờ tôi biết bao nhiêu ngứa một chút xíu để chạy đến một chút bắt liền và rồi đấy lần sau ấy nữa thì tự tay mà đặt tay lên thì cùng chồng như thế là con trẻ cùng chồng cho con trẻ của một chú Hoàng đây này con trẻ của một chú Hoàng hay là nghẹt mùi một cây là chạy đến một chú liền người ta vậy đó. Thì đó là một điều là đức tin của năm cảm thấy như con trẻ. Cho nên là điều đó tôi thấy là một cái tôi cảm động chất. Tại sao mà lại không cho chạy đến ai mà chạy đến đây từ của Chúa mà cầu nguyện một chút xíu là thấy được hết nữa đó một đi thấy là đẹp quý. Thì cũng muốn cảm ơn đại tư của Chúa là cứu gia đình của tôi nhất là đời với đứa con trai thì nó cũng đức tin nó còn yếu còn trẻ. Trẻ nó trẻ thì cũng được nâng đỡ rất nhiều kết hợp với cả một sư Tái rồi một sư Hoàng rồi nói chung ở đây anh em cũng rất là thương đến gia đình thương đến cháu cho nên là đã giúp đỡ cháu rất nhiều thì cũng nay mai là một sư Bách lên đường xa anh em rồi thì cũng là có lời chúc và là lạy tự của Chúa đi lên đường được nhiều là đầy ơn
trên cái bước đường phục vụ Chúa. Rồi đồng thời là nếu như mà còn thời gian mà có thể nặng lại được vượt qua tuần nữa để anh em thì càng tốt, đáng đổi khích lệ nữa. Anh em cầu nguyện, tại vì thật sự ra cũng có những vùng đất khác cũng đang chờ tôi. Vâng. Và tôi hiểu là Chúa sai tôi là ra đi. Và đi thôi, còn là đến đâu được thì trong cái sự dẫn dắt của Chúa. Mục đích chính là để giúp đỡ và gây dựng anh em. Thì không những giúp đỡ gia đình tôi đây, bây hôm nay lại còn giúp đỡ cả những người Việt Nam. Thì cái này dừng lại cho chú Thìn Lâm là trẻ cảm ơn Chúa vấn đề là cầu nguyện cho cháu vì này là ở Việt Nam thì để anh Lâm đã được. Em tin nó sẽ hết bệnh. Không, tất nhiên là ta thật sự giao tới với cháu bé. Nó hết lòng, nó muốn hết bệnh thì nó phải tìm đến ông đó. Chú thầy đức tin của nó luôn. Yeah, em này em hướng dẫn cho nó rồi. Yeah. Con phải đi đến đó thì chúa thầy được tin con, con không tìm đến là con không được. Tại vì thật sự ra mà nói ấy, cũng không trách cháu được đâu. Tại vì nhiều người tin Chúa mấy chục năm nay mà còn không tin, và phép lại chữa lành của Chúa. Thì vốn ngộ đây là một đứa bị bệnh ở tận Đà Nẵng, xa xôi và xung quanh đó, thì nó có thể nó đã cảm thấy những cái điều mà chúng ta nói ngày hôm nay về sự chữa lành ấy. Như là chuyện cổ tích vậy ấy, cho nên là rất khó cho cháu. Hay nhưng mà khi mà để tôi nói với con trai nuôi chủ quyền của tôi là bé Phi, mục sư Phi sẽ đến đặt tay và cầu nguyện. Tôi tin rằng chắc chắn Chúa sẽ chữa lành. Và khi mà Chúa chữa lành ấy thì là Chúa nói một người tin cả nhà sẽ được cứu. Cháu sẽ coi như đem lại cái lời chứng đó thì cả nhà cháu ở Việt Nam sẽ được cứu. Cả xóm xóm đồng họ bà con cũng sẽ được cứu. Đây là cái cách mà Đức Chúa Trời làm ngày hôm nay. Và anh em nhớ là sau khi mà tôi chia tay anh em, tôi đi nơi khác, thì anh em những gì mà anh em đã nhận lãnh được trong thời gian qua thì cứ mạnh dạn mà áp dụng nhé. Chúng ta phải thực hành đấy, bởi vì có nhiều người họ nghe nhưng họ không thực hành, đâm ra là cũng thấy được kết quả của công việc Chúa. Nhưng mà anh em cứ mạnh dạn, đừng có ngại, chúng ta đặt tay lên công bố chữa lành, Chúa sẽ chữa lành cho người ta. Đức tin người ta lên, quý vị cũng lên. Và ngày hôm nay Chúa đã trang bị chúng ta một cái vũ khí rất lợi hại, đó là sự chữa lành. Thì tất cả mọi người ai bị bệnh gì khổ bệnh ấy, đúng không? Và khi mà mình đến mình nói với họ, rồi họ tiếp nhận Chúa Giêsu, họ được tha tội, Chúa đều chữa hết. Tôi chưa thấy có một ai mà Chúa không chữa tí gì. Ok, thật sự tôi chưa thấy đấy. Cho nên anh em cứ mạnh dạn. Sáng sớm tôi có cầu nguyện. Sáng sớm tôi có cầu nguyện thì tôi cũng cầu nguyện với Chúa là tại sao mà tôi tới Chúa bị tấn công rất là nhiều, mà trong khi thì Hoàng bị tấn công là đã rành rồi. Tại vì đây là mình sống bao nhiêu năm qua, cái đời sống trước mặt Chúa không có tác dụng. Nhưng bây giờ thì sự tấn công cũng không có thể làm ảnh hưởng trên đời sống của Hoàng. Nhưng có nhiều điều là Hoàng thấy sao mà cầu nguyện Chúa là sao tôi tới Chúa qua bên đây mà tại sao lại bị tấn công như vậy. Thì Chúa cũng cho mình có một sự cảm động biết rằng tại Chúa dùng tôi tới với Chúa đến đây. Và một cái điều lạ là trên thế giới này, đối với người Việt Nam thì không có bao nhiêu người đem người ta đến với Chúa như tôi tới với Chúa. Amen. Thì cái mục tiêu mà lời của Chúa dạy là cốt tại điều đó mà ta đến. Tại điều gì? Tại vì Chúa muốn cứu người ta vào thiên đàng. Chúa muốn cứu con người trở về với Ngài. Nhưng mà không ai làm được điều đó. Cho nên tôi tới Chúa đi đến đâu, cứu người đến đó. Thì Chúa bày tỏ cho Hoàng là cái phần thưởng rất là lớn. Tại vì mình nói là một linh hồn mà cả thế gian quý hơn cả thế gian thiên hạ, thì như vậy thì bao nhiêu linh hồn tôi tới Chúa đem người về với Chúa, bao nhiêu linh hồn mà đem về với Chúa đó thì quý bao nhiêu. Thế cho nên từ cái chỗ đó chúng ta là những người yêu mến Chúa, chúng ta biết rằng đem người ta về với Chúa Giêsu là một điều quý báu nhất. Tại sao? Tại vì chúng ta đem anh em mình, đem những người khác về thiên đàng cùng hưởng phước với Chúa, mà cái mục tiêu đó mà Chúa mới hy sinh. Cho nên cái sự chết của Chúa Giêsu có hiệu nghiệm khi mà con người ta được cứu. Chứ nếu mà con người ta thế gian này không được cứu thì sự chết của Chúa Giêsu không có giá trị gì. Cho nên sự hy sinh của Chúa, đau đớn chịu đủ mọi thứ vì cớ là Chúa muốn cứu con người, trong đó có mình, mà người thân của mình. Mà Chúa dùng tôi tới Chúa đặc biệt là đem người ta đến với Chúa, đem những linh hồn tội nhân được tha thứ tội. Khi một người được tha thứ tội gì? Wow, phước hạnh vô cùng. Như là Ngài xóa hết tội lỗi của họ. Tội lỗi của họ không còn nhắc tới nữa. Như vậy là điều phước hạnh. Có phải là phước hạnh không? Có phải phước hạnh là hay là đem một cái nỗi buồn cho người khác? Không có. Đem niềm vui cho người khác. Đó là
được tha thứ tội và được nối kết với Đức Chúa Trời bởi vì làm con cái của Ngài. Wow, đó là điều phước hạnh. Cho nên hoàng cầu nguyện sáng thấy Chúa cho mình biết rằng một phần thưởng rất là lớn mà Chúa dành cho tôi tới với Chúa khi trở về thiên đàng. Amen. Amen. Cho nên chúng ta là những người mà theo Chúa, chúng ta có một cái thái độ nên respect tôi tới với Chúa, một thái độ mà chúng ta đối xử với một tôi tới Chúa mà khi Ngài đang dùng, chứ không phải là chúng ta che chết hoặc là chỉ trích hoặc là chúng ta chụp cho cái mũ tà giáo hay là cái gì đó. Nếu quá xưa rồi, chứ cái sự chụp mũ nó không có giúp đỡ gì trên đời sống tâm linh chúng ta. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa cho có một người như vậy. Nếu mà mỗi anh em chúng ta ai cũng giống như vậy thì Chúa đã đến lâu rồi. Amen. Tại vì tin lành đến cho cả mọi người thì Chúa Giêsu đã trở lại rồi, chứ không phải chờ đợi cho đến bây giờ. Cho nên chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta cũng dạng vậy giống như tôi tớ của Chúa. Tôi cũng xin được một số phần trăm giống như tôi tớ của Chúa để đi ra ngoài. Để đi ra ngoài. Anh em hãy nhớ cầu thay cho chúng tôi. Anh em hãy nhớ cầu thay cho chúng tôi. Ở một sư nhà thiên đàng đâu mình cất cái... Làm cái đó mình sợ cái cái máy hơi thấp chút xíu nhưng mà... Anh em cầu thay cho tôi. Bởi vì thật sự ra mấy hôm vừa rồi là tôi cũng phải động viên bà xã tôi rất nhiều. Bởi vì ma quỷ nó không đánh được mình thì nó đánh vào người thân. Mà đánh vào người thân nó không làm gì được họ là bởi vì huyết của Chúa bao phủ. Thế mà nó gieo ra những cái sự nghi ngờ. Mình rất là mắc cười là khi mình đi hầu việc Chúa mà có người chụp cho mình mũ tà giáo. Thì tôi chỉ hỏi là những người nào nói như vậy tôi khuyên họ nên về học lại Kinh Thánh. Bởi vì ngày xưa người Pharisee bắt bớ Chúa Giêsu là gì? Ngài đã lấy quyền của Beelzebul là chúa quỷ để mà chính quyền. Thì Chúa Giêsu có nói là gì? Nếu quỷ mà chống lại quỷ thì vương quốc của nó tan. Tôi mong những đầy tớ Chúa nào đã chót nói câu đó ấy, hãy về đọc lại đoạn Kinh Thánh đó và suy nghĩ cho kỹ. Còn những cái công việc nào mà tôi làm đấy, tôi chia sẻ với bà xã tôi, bà xã tôi bảo người ta nói anh là Chúa không kêu gọi đi, rồi hai nó là tự làm theo sức riêng của mình. Thì tôi bảo thế em phải nghĩ sao? Anh có quyền phép à? Lấy đâu ra? Dấu kỳ phép lạ là do Chúa làm. Chúa chữa lành cho người ta. Chúa khiến kẻ chết sống lại. Rồi Chúa khiến cho người bại liệt được đi. Rồi Chúa khiến cho người bị ung thư giai đoạn cuối được hết. Ok. Nếu như Chúa không ở cùng thì làm sao có phép lạ xảy ra? Mà nếu như nhá, mà mình mà làm sai á, mà Chúa lại cũng vẫn cứ ở cùng thì chắc Chúa cũng sai quá. Nhưng mà chúng ta biết là Đức Chúa Trời của chúng ta thì không sai lầm. Cho nên tôi xin Chúa thương xót những người nào đã phát biểu một cách thiếu suy nghĩ và gây dựng như vậy. Và xin Chúa thương xót họ, thăm viếng họ và tha thứ cho họ những cái điều họ không biết họ làm. Ok. Mấy anh em mà khi các tôi tới Chúa, các anh em nào đã đọc qua cái clip này thì một ngày nào đó Hoàng sẽ có cơ hội đi vòng quanh thế giới giống như tôi tới của Chúa để làm chứng về Chúa và chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau. Và tôi tin rằng lúc đó Hoàng sẽ gặp tất cả anh chị em là những người yêu mến Chúa, là những người hy sinh cho Chúa Giêsu và đi làm chứng về Chúa cho mọi người, đem người ta đến với Chúa Giêsu. Còn quý vị nào mà ở khắp nơi trên thế giới muốn phục vụ Chúa ở Calgary này, hãy đi tìm Hoàng Lê hay là mục sư Paul Lê. Hoàng sẵn sàng tiếp đón anh chị em và chúng ta cùng nhau đem vinh hiển danh của Chúa cho đồng bào dân tộc của chúng ta ở thành phố này. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Đây là những điều mà tôi xin lời cảm ơn Chúa qua đời sống của mục sư Sinh Bách, để tôi học hỏi rất là nhiều. Và tôi tin chắc rằng Chúa là đấng khởi làm việc lành thì Ngài sẽ làm trọn nơi đây. Và Chúa sẽ dùng anh chị em trong những ngày tháng tới để tiếp nối công việc của Chúa. Tuy rằng ngày thứ hai thì tôi sẽ trở về lại BC. Nhưng mà cuối tháng 5 thì tôi sẽ trở lại để công tác với một sư quan để tiếp tục để lo gây dựng công việc Chúa nơi đây. Và xin Chúa ban phước lại cho mọi công việc làm của mọi chúng ta trong những ngày qua. Thì tuy được đọc lời của Chúa trong Roma, Chúa nói rằng trái là thánh, cả cây cũng là thánh. Và nếu mà cái cây đó thì nó dính liền với những cái mảnh đất đó thì mảnh đất đó cũng là thánh nữa. Cho nên cầu xin Chúa ban phước lại cho anh chị em là những người đã được Chúa chọn và lựa ra để làm chứng nhân đắc lực cho Chúa trong những ngày tháng tới. Anh em là một dân thánh cho Chúa để gây dựng công việc Chúa nơi đây. Amen. Và cứ tiếp tục để lo công việc Chúa. Anh em chị em đừng có ngã lòng. Vì không phải là mục sư Sinh Bách bị bắt bớ, nhưng mà trước đó thì mục sư Hoàng
cũng bị, và khi mà tôi qua đây rồi thì chúng tôi cũng bị vì nói về tà giáo, đó là trong sự bắt bớ. Tại sao? Vì chúng ta ở trong sự hướng dẫn của Chúa, cho nên Chúa là thầy, thì thầy của chúng ta thế nào thì chúng ta cũng phải thầy ấy thôi. Chúa cũng bị bắt bớ khi Chúa đã thi hành chức vụ, và chúng ta thì tiếp tục công việc Chúa thì chúng ta cũng ở trong sự bắt bớ thôi. Nhưng mà đối với những điều đó, tôi cầu nguyện cho những người mà bắt bớ chúng ta đó, thì họ sớm để có nhận Thánh Linh quyền năng của Chúa, để Thánh Linh Ngài sẽ giúp đỡ cho họ để đứng lên để lo công việc Chúa như chúng ta hay là hơn chúng ta nữa, để danh của Chúa được cả sáng ở đây. Chiều này thì tôi gặp một anh em thì nói với tâm tình và cái sự chia sẻ với công việc Chúa ở đây. Nơi đây khoảng có hơn 40.000 dân Việt Nam đang sống. Amen. Nhưng mà chúng ta chỉ có mấy cái nhà thờ thì làm sao chúng ta cung cấp đủ, giống như một sư Sinh Bách nói rằng phải có 40 nhà thờ để rồi chúng ta đáp ứng nhu cầu 40.000 người Việt sống ở đây. 2-3 hội thánh không thể đủ để cung cấp cho những người Việt Nam chúng ta. Amen. Chúng ta hãy đi ra làm chứng về Chúa. Cảm ơn Chúa, cầu xin Chúa ban phước lại cho nhóm trung tín, cứ tiếp tục lo công việc Chúa. Nhóm Paulo thì tiếp tục lo để lo công việc Chúa trong những ngày tháng tới. Amen. Rồi chúng ta sẽ đi đến 40 nhóm khác nữa. Cả dùng kêu ý này sẽ đứng lên để lo công việc Chúa. Cầu xin Chúa ban phước lại. Và lời của Chúa hứa rằng ta là đứng khởi làm việc lành cho con, và ta vẫn tiếp tục làm việc lành cho con. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cầu xin Chúa cùng ban phước lại cho anh chị em trong những ngày tháng tới. Amen. Cảm ơn Mục sư.